Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Hôm nay Quang Phạm đến thăm nhà Ngọc Khờ nha. Đây là nhà Ngọc Khờ nè, đây là cậu Ba Lục Bình. Đó, cậu Ba Lục Bình nè, đường này cậu Ba Lục Bình làm hả cậu Ba Lục Bình? Nhìn là thấy đẹp quá à. Đẹp quá. Dạ. Rồi. Cậu Ba Lục Bình quý cô chú anh chị chào mọi người đi cậu Ba Lục Bình. Dạ chào. Chào. Rồi. Dạ. Cậu Ba Lục Bình chào mọi người, cậu Ba Lục Bình giới thiệu về cậu Ba Lục Bình đó, không gài không thấy cậu Ba Lục Bình nè. Đúng rồi, mình không thấy cậu Ba Lục Bình cũng vui lắm. À vui ha. Vui cũng để bụng trong dạ, mi gió mà mọi người coi. Rồi. Cậu Bình nó mời cũng mà đi mà ốc bán dạ bán cái kiếm mà tiền cái kiếm tiền thêm. Ừ. Nếu mấy bà này xuống. À mà mấy lợi cho đẹp trai coi. Ừ. Mấy bạn xuống cũng cho tiền cũng cho quà cậu Ba cậu Ba bắt. Thấy cậu Ba Lục Bình không quý cô chú anh chị nữa hay không? À, lên đời nè, thấy không? Rồi. Mang giày nè, quần jean quá ống quần nè, thấy chưa? Đó, lãng tử ghê chưa? Lãng tử ghê lắm. Lãng tử ghê chưa? Mình cũng rồi. Là cảm ơn khách chị gái trong đoàn cũng là cái món cũng bằng số được mắng nắng mưa dạ dầu cũng không ngán. Rồi. Ngán. Nhưng cái đó cậu Ba Lục Bình cũng là rất là quý mến, rất là thương xót lắm. Đây là cậu Ba Lục Bình nè, cậu Ba Lục Bình vậy là cậu Ba Lục Bình qua bên nhà anh thì bắt ốc trước đi ha. Xíu quen qua nha. Rồi. Mấy Ngọc Khờ kìa. Mấy Ngọc mặc áo đỏ này đẹp dữ trời. Này mặc áo đỏ đẹp dữ trời. Này bộ có gì vui hả? Thấy nãy giờ cười quá trời nè. Hả, có gì vui kể cho mà Quang nghe coi. Đó, này giờ thăm đến thăm nhà nha. Đó, có chị chị Thủy nữa kìa. Thủy kìa, nãy hai mẹ con làm gì mà cười hí hí cháu hả? 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 Làm gì cười hí hí? Nói không nghe coi cười. Hả? Dành cháu ướt nhà. Sao? Vui, cười, lúc cười. Nào là cũng vui, dành cháu ướt nhà đó. Cái gì? Làm gì? Quét nhà, lau nhà. Quét nhà, lau nhà hả? Bữa nào cũng lau, không lau chuyện nào, quét nhà, lau nhà. Ngày chị lau nhà mấy lần chị Thủy? Một như Thủy một ngày lau thì chưa lau. Ngày ra một lần mà chưa lau nhà quá thì sạch sẽ quét nhà lau nhà tối nhà gì chứ mở gạch nó cho rồi không á thấy nó bụi bặm rồi sáng ngày chưa có lau nhà nhà dẹp dọn nhà cửa trong tắm đồ cũng phải tẩy cho nó sạch luôn cái phấn luôn mấy anh toàn ra ngoài kia trước thì tao chỗ xe đó tao vậy là ngày nào chị cũng lau nhà ngày lau mấy quận một ngày thì lau cái một quận lau một quận ha dạ. Không bữa nay em đích thấy sạch sẽ quá trời luôn nè rồi Ngọc giò cản thì sao tới giờ chưa hết nữa Ngọc có không gà có đi bắt ốc gì không mà giờ cản bị ấy không phải có cho đi bắt ốc rồi đâu sao tới giờ chưa hết nữa nè cái vị này là cái gì đỡ lắm rồi đỡ rồi đấy từ lúc bị ấy mà xuống tới giờ là đỡ lắm đấy ha dạ. Ngoài là cũng đỡ lắm rồi đó. Bây giờ đỡ lắm luôn rồi đó. Nè, Ngọc mà thấy không, quý cô chú anh chị không như ngày nào đâu nè, đẹp gái lên rất là nhiều. Có tha son không mà sao môi đỏ chứ hả? Làm đi không khỏi. Nhí nhảnh lắm. Cái này, cái này nhí nhảnh lắm hả chị mà chị Thủy? Hỏi thiệt nha. Có biết yêu chưa thấy cái này nhí nhảnh chưa hả? Nhìn Ngọc nè. Thấy này có gì vui không mà kể cho Quang nghe coi. Hả? Này có gì vui không? Này ai chị mắng gì trời vui là chính. Vui là chính đúng không? Dạ. Vui sao ơi? À, kể cho Quang nghe coi. Thầy trong nhà vui vẻ nên là vậy thôi. Ai làm vui vẻ vậy đó. Vui vẻ là chính ha. Dạ. Vẻ hoài tới vậy. Rồi nghe nói sáng hôm qua gì đó anh Hiền xuống rồi mua con vịt hay vậy phải không mấy con mua hai vịt hả cái hôm qua bữa trước thì mua con vịt ta làm sẵn rồi bữa hôm nay mua thêm con nữa thì nhà kho hả dạ. Rồi ăn hết chưa dạ, chưa chưa nữa, hả dạ. Vịt kho ăn hả chị Thủy dạ. Mua kho ăn hay gì nữa thèm vịt lâu quá hả không có ăn vịt tại vì em thì gì ngoại ê ngoại cái gì mà quýt quại vậy hả mà muốn cái gì mà nó mẹ tiếp đi ơi con kìa có đau không
Ừ, rồi, coi kìa. Chứ con không có nhường gì mẹ nữa. Quýt con nè. Con chia tao quýt rộng quay. Đó. Đi ra đây. Sao ngoại? Vô gì ngoại? Chứ chữ quá trời. Đó, anh nhìn thấy à. Gì đó ha. Má quýt gì đó, rồi con mập rồi cái nó hổng hào lễ thì bà lấy thợ đó. Con anh chứng kiến anh đó. Đập cái gì? Người ta phẩm chắc người ta vui vẻ. Vui vẻ gặp chị chén mất nhịp. Cô kêu cái ấy nè. Cái gì mà kỳ cục quá vậy? Đó có anh chứng kiến mà. Rồi kỳ đầu cái đó, ta học bằng phải với thôi con Ngọc Quýnh. Quýnh bảo không à? Đó. Anh phải thấu hiểu cho em. Con đập chết mình ha mình. Đó. Anh phải thấu hiểu. Cấm lên. Anh cho tiền bạc bán cái gì vậy? Hả? Mình cho bà ăn nó no rồi bỏ Quýnh thằng nhỏ. Không có đường nào mà nó sống hết á. Em nói chốt nhà thuốc anh cho tiền bởi vì em không đồng ý đó. Em nói thẳng như vậy đó. Ngoại sao ngoại mà bánh ngọc ngoại. Em anh thế mà cho tiền bởi một cái đó là em không đồng ý luôn đó. Em không biết đó. Nhưng mà ngoại nè. Đó. Ở gì? Ở cái tư nghiệp của ngoại. Ra tư nghiệp em đi. Hả? Ai đồng cảm cho em. Anh nói đi. Là có cái đường nào em để em sống cho em á. Đó. Ngoại, thôi. Đó. Anh cho tiền mà anh vô làm anh cho. Hả? Anh cho tiền mà rồi vô làm anh cho. Chú bảo nữa nha. Ai anh cứ vô làm anh cho. Con nói chú nha. Chú mà còn còn đưa tiền một ngoại con nữa. Hôm nãy em không đồng ý đó. Mẹ em đi. Chú mà đưa tiền cho bà nữa. Hôm nãy bảo quýnh mẹ con không thanh sáng nữa nha. Trời chữ đâu quá trời. Ai anh vừa làm cho. Muốn đưa tiền á, con với mẹ con á, bà phước lắm rồi đó, cứ cho gì chung cho. Cũng cho bà Nam chứ cho đầy đủ á, còn hồi ngoại con làm gì đây. Đó, cậu quýnh đó, chú hiểu không? Một mặt này thôi nha. Chú để em vừa làm cho. Đó không? Cái hôm nãy cái bà quýnh như vừa cái hết cái quýnh cái tay con mà dạ tới được mẹ con đó. Bà tính tới à quýnh cái tay được rồi nè. Bà quýnh đi hả? Quýnh gì cái mà dạ nên thằng đầu tiếp như nè. Bà bốn á chú á mà đừng đưa tiền con nữa. Con và mẹ con á cực khổ lắm mới mới có quà hả? Mẹ con á có nhà có cửa cũng dai. Sau này á chú đừng có lên đưa tiền á, đưa tiền người ta phấn khởi giống như là cái hậu quả cô đó kìa. Cái bả vợ bộ, cái bả vợ bộ bả nói trời tao nhớ mày quá, tao nhớ mày quá. Đây bả hồi đó bả bắt con hát đây con nhậu cái nó xé quần. Con có làm gì không? Tự nhiên mà bả nói kè bả quýnh gì đó. Hết cái con thì con có mất mới không? Ngày nào bả cũng quýnh không? Bả không quýnh gì sao nữa. Cái bữa trước cái bà quýnh gì nè. Bà hậu quả kìa. Còn cho tiền bà ăn cái thức đâu có đặt em ngày để em chết. Hôm qua giờ hai anh sẽ đi đến mai em thôi. Hôm qua bà đem bỏ nhà em cái đi. Con không làm chân mà bà nói cay nè. Con không vô bụng á để đập bà quýnh rồi. Không có mẹ con á là con chết á. Cha con mất rồi mẹ con bì vậy á. Là chú muốn làm sao làm đi. Con nói rồi. Lúa này cao còn núi kia cao hơn. Có lửa mới có khói, cả nhiên không có lửa sao có khói. Con nói này một lần nữa. Không làm sao đâu. Hôm nãy tại vậy á, hôm qua con những ngày cái chú mừng đích á, có coi đó tại vì có khắc khó không đại cho cái mất mặt. Cho nên á con nhận càng nghèo quá thì đỏ chứ đầu mẹ con ỉa xuống. Còn có ba cái gì đâu muốn ngon hai cái đầu trai không à. Tại hầm tại không thích cho nên á con mới dìu xuống thôi cho nên vui vẻ chứ cho nên chú thôi nói. Cho nên á hầm nãy á bà nói là cô ba con á trăm giờ trăm lửa vô mới có chuyện xảy ra. Có loạn hả bà chứ hả con mẹ con một chú hả con cũng cho có cho ngoại ăn không cho chứ con xin thề luôn á ông trời ông bắt con đi không cho cái cho ba gọi á cái bà nói á hai mẹ con cái đâu nuôi đâu thì cái bà già này bà nuôi chút mẹ á. Con với mẹ con nó lo chuyện nào bà nói á cô Ngọc cái đâu thương tôi đâu hai mẹ con nó có đồ ăn nó không cho tôi ăn chân á. Ăn rồi là cũng nói không cho em có thâu cái tại vì á hồi nãy con muốn khóc mà bà tại vì á con dịu dàng á con mới né cái thù đau con lúc cha con còn sống ổng nó cũng đúng cha con còn nhỏ cha con á nhưng mà la con ngày con cũng đúng nhưng mà còn một ngoại của ta thương xót còn một ngoại này quấn đập con thì sao không chịu nổi
lúc cha con hả còn sống mà con bỏ nhà con kia đi một lần rồi. Đi đâu lúc đó bỏ nhà đi đâu? Con đi chung chùa con sống thêm một lần. Rồi lúc đó còn nhỏ làm sao mà biết đâu mà sống được. Tại vì á con vô đây nè. Rồi con đi rồi cái bà hỏi Ngọc đâu? Cái bà sống lấy xong sao mà không hỏi cháu bà á? Rồi tiền rồi con muốn tính đi bỏ nhà nữa lại vì có mẹ con không đi thôi. Bả làm quá à. Cho nên con mới tức, con mới làm. Con không tức á, nãy giờ con nói vậy đâu. Công đồng con á, tại vì con giống ở mừng mà nội con giúp đỡ người nào phước, không phải giống như bả. Cái cho gì ăn gì không được không vào phước đâu con với bằng đất con nghe bằng đất con không giữ gì chứ con hiền lắm nhưng mà có gì con cho người này cho người kia làm phước không phải mà người ta cho ăn rồi mình phổi ơn đâu phải không chú. Con á con biết là nhớ phước đó mình chống mẹ con không phải giống gì đâu hôm nãy đó quấn con giúp quấn mẹ con giúp đó. Chú coi đi có tiền á thì vui lắm không có tiền á thì hay mặt chầm chầm mới có cái đây tới tiệm con chưa nói con nói chú cách nghĩa ra từ đi tới đâu bởi nó kè con á con cái tiệm con á con đãi con đứng ra chợ với mẹ con đi mua đồ ăn con đãi cái tiệm cho trong bị xích kem á đó rồi con với mẹ con á đi tiệm á bả vô chuông buồn cái mẹ cái con về nhà con lục lục nói ủa tiệm nó mất tiêu rồi cái mẹ nói hổ nó đi bả đi mua chai nước mắm với tương á là lấy tiền bả nói lựa tự tao có tiền trả không bao giờ hỏi tao một tiếng nào dân á rồi bà nói mà mày không phải là cháu tao nói gì á gượng tích cái không rồi còn mẹ con á thì nó dịu dàng thôi bỏ đi con vậy đó vậy mà bà không ngon ngon bây giờ mà bà mất lỗi con thì mẹ con rồi bà chửi con vậy rồi bà đập con gì bận chuyện nổi không tại như á chú là tại một con chó này nó cắn chú đau không còn con còn đau nữa đó tại là ngoài ngày nào mẹ ngoại cũng quánh con hết vậy chứ á con không làm nhân á đó hôm nãy đó bà quýnh con vậy đó rồi chờ mai nó xanh bụng tím chân rồi con lấy nhận xếp chỉ sau hết còn hôm nãy có hút đâu mà cô uống này rồi gọi cái vợ con hôm qua con mày sưng nè cũng tại bả hết đó nào sưng cái nào đâu sưng này nè hôm qua con mày nhắc sưng đó đây hả sao hả bị này là ngoại quýnh hay vậy chứ ai nào ai vô đây muốn hỏi ai vô đây ai ở nhà ngồi đi chị thấy ngồi đi chị thấy ngồi đi nè đó vậy đó bà quýnh đó rồi đâu cái ngồi đi Ngọc ngồi xuống đi bây giờ con nè hôm qua con đi nhắc đi nè hôm qua cái con ấy đi bỏ mà con đi không muốn nổi mẹ con á tính đi xe đơn mà không có ai chở rồi của ở cái ông Hùng nói với tôi bắt giữ nhà rồi con với mẹ ra chợ á đi là bộ rồi đi mua đồ ra chợ á rồi con nhìn thấy á kêu xe đơn con với mẹ đi mới về nhà tới đây nếu không á cái vợ con này nhắc chắc chứ ai cũng hỏi đi lại làm chuyện nhỏ Ngọc mà đi chỉ vợ nhắc vậy rồi con gọi tới được á chú Minh Đức hả con nói nha cái vợ con bị gì á cái vợ con mà bị đau bị lớn con cảm ơn còn hết nữa còn này á bà làm go con không biết cái gì luôn á con làm gì đâu lại như bà nóng tính mà bà làm gù vậy rồi mẹ con khuyên rồi con mệt kim nữa rồi mẹ con chửi mắng rồi mẹ con mệt cái này mẹ con ốm này đâu có giống ai mà mập nổi nãy ngoài mà đập vô đây hả rồi chảy máu luôn rồi có dầu sức không chị thị ngồi sức dầu nha ô ngoại đừng có mà ấy nữa ngoại ơi con nói ha cho chú nghe nè bụng không bị quýnh bị chữ cũng quen rồi bụng hỏi nè rồi chú về đi rồi bà xách cây bà đập con nữa nè con nói có không con nói là chắc chi bóp luôn đó nó có không rồi một hồi nữa rồi từ đây tới hay mẹ con bực nữa ủa nó mệt mỏi rồi chứ bả gì á cha con đi cũng khỏe ví dụ như cha con không mất thì giờ mẹ con đâu có ở đây sống chỗ khác là phải không chị Thủy là phải chị thấu sống bên ổng là phải không dạ ông chồng đi xin ông bảo về mấy bảo vệ cho hai mẹ con ha. Dạ, không ai hiếp được chứ. Ông nói anh không có về gì để em phải bảo vệ cho con gái nha. Gái. Nhưng mà em bảo vệ không nổi.
tại vậy cái câu trai con nhớ hoài, con không bao giờ quên ơn. Nè cái hồi nãy bảo quấn ba cây đó, bảo quấn sau lưng nè, không phải quấn cái tay không đâu, hơn là mẹ con mặc cái áo người ta đi không áo vậy đó không đau không, nãy bảo quấn đau không thì đấy xong nè, tại như cái quấn con chú đi con chú mới đau không, cũng giống con thôi. Em gán, em nhịn thôi. Lúc còn nhỏ hả, cha con không khi nào mà tán cái chuyện là kêu con đứng cuối là dạy con thôi. Không phải còn mẹ chật can cái như đấy, cha chật can mấy ngay. Bố mạnh thiệt chứ, em mạnh thiệt. Không có mẹ con cái nãy giờ á, bà bảo quốc cái nãy giờ. Dạ, chắc luôn mà ghét. Con khóc mà con nhường nhận, con không khóc thôi. Thôi đừng nghe buồn Ngọc ơi, giờ lỡ rồi thôi. Con cũng đừng có bây giờ đi xa xa ngoại ra đi, đừng ở gần quá làm gì. Rồi không nè, rồi cũng đến đây chú, hôm nay chú quay phim gì rồi con vợ qua vợ lui cũng kỳ nữa. Ừ, đúng rồi. Rồi hổng gà ngày nào cũng bị quýnh hay là có lâu lâu mới bảo mới quýnh lần? Chú à, không có chú ở đây hả đâu, cái lâu lâu vậy, ngày nào bà cũng xách cây, ngày nào á bà cũng vậy á. Con khổ lắm mà chú à, con mệt lắm. Mẹ con phiên á, cái cô ba nói thôi vậy tao không phiên đâu, ai làm quấn chết cũng được, cái đấy dao chém gì vượt đây chết nhau, tao không phiên đâu. Cô ba còn sung sướng ăn nhậu nhạc, ổng ngủ nghỉ ai làm. Còn này á, con với mẹ con á đè đầu chữ chết con luôn nha. Còn mẹ con á, nó trời ơi thôi con ơi, cái tối á kêu mẹ con kêu con đừng cái tâm đi, anh nói làm rồi sau này Phật trở ra đời gì hay Phật trời. Con nói thôi đi mẹ, không à cấm rồi, càng khổ càng mệt nữa. Lúc con nhỏ hả bằng bà nội con á, thương con gì, còn mới già về đây hả, mẹ con có gì cũng thương á, gốc buộc đại luôn. Chú về đi rồi một hồi đi, rồi cậu bộ quấn con với mẹ con te tôi, con nói có không? Vậy bữa chú xuống thăm nữa. Thôi mà đừng có buồn nữa. Hồi nãy đau không? Cái tay sưng không? Có sưng không là coi coi. Đau. Ngoài hồi nãy quất cái cây tre hả? Quất cái cây đá đó hồi nãy đó. Đau không? Đau không? Đau.